cảm ơn quý khán giả đã tiếp tục theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là một số tin tức thế giới đáng quan tâm trong ngày. Băng đảng đốt phá xe cộ tại Rio de Janeiro. Kính thưa quý vị, các nghi phạm bị tình nghi là thành viên băng đảng đã vừa châm lửa thiêu cháy ít nhất là 7 chiếc xe bus chở hành khách và một xe tải chở hàng trên các xa lộ lớn ra vào thủ đô Rio de Janeiro của Brazil vào ngày thứ Ba 2 tháng 5, đây được xem là một đòn trả thù nhằm để đáp trả lại việc cảnh sát tới bố sáp các khu nhà ổ chuột do các băng đảng tội phạm kiểm soát suốt thời gian qua. Những kẻ phóng hỏa đã yêu cầu các hành khách và tài xế rời khỏi xe trước khi gây án, do đó không có bất kỳ một ai bị thương vong. Bộ trưởng An ninh Brazil Roberto Sa vào cùng ngày đã lên tiếng xác nhận băng đảng khét tiếng Brett Coleman chính là người đứng sau chỉ đạo các vụ phóng hỏa. Ít nhất 40 nghi phạm đã bị bắt giữ và cảnh sát đã tịch thu được 30 khẩu súng bên trong khu nhà ổ chuột Cidade Alta. Tỷ lệ tội phạm tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil đã gia tăng một cách đáng kể kể từ khi nơi này đứng ra tổ chức Thế vận hội Olympics vào tháng 8 năm 2016 cho đến nay. Tình trạng suy thoái kinh tế đã khiến cho chính phủ không có đủ kinh phí để duy trì an ninh. Phe ISIS tấn công vào mạng đông bắc Syria khiến cho 32 người tử vong. Thưa quý vị, một vụ tấn công đẫm mẫu do các phần tử thuộc nhóm viên quân quốc gia Hồi giáo ISIS thực hiện đã vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất là 32 người tại một khu vực do nhóm viên quân nổi dậy SDF kiểm soát tại mạng đông bắc Syria vào ngày thứ Ba, 2 tháng 5. Phe SDF trong suốt thời gian qua luôn được Hoa Kỳ hậu thuẫn Họ là một trong số những phe nhóm đối lập đang chiến đấu nhằm để đẩy lùi lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni ra khỏi vùng lãnh thổ của Syria. Đại quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc cho biết, vụ tấn công đã xảy ra gần một trạm kiểm soát an ninh và trại tị nạn ở thành phố Rem salibi vốn giáp ranh với quốc gia lắng giềng Iraq hầu hết những người bị thiệt mạng trong vụ này đều được xác nhận là thường dân. Những cuộc giao tranh khác giữa phe ISIS và quân SDF cũng đã xảy ra tại tỉnh Hasaka, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd. Lực lượng vũ trang SDF bao gồm các chiến binh người Kurd và Ả Rập hiện đang tham gia vào chiến dịch đẩy lùi phe ISIS ra khỏi thành phố Raqqa của Syria. Vào tuần trước, thì nhờ vào sự hỗ trợ trên không của Liên quân Hoa Kỳ, quân SDF đã giành được quyền kiểm soát hầu hết thị trấn Tapwa, cách rớt qua khoảng 40 km về phía Tây dọc theo dòng sông Ephraim. Lệnh ngừng bắn cần phải được ban hành tại Ukraine Thưa quý vị, Nhân chuyến công du hiếm hoi tới Nga vào ngày thứ Ba 2 tháng 5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết chính quyền Moscow và Berlin cần phải tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán bất chấp những mối bất đồng hiện nay. Tuy nhiên là chính những sự khác biệt này đã khiến cho cuộc trò chuyện giữa bà Angela Merkel và ông Putin có phần căng thẳng. Nhân dịp giới lãnh đạo Đức ghé thăm thành phố Sochi của Nga, những vấn đề sôi bổng đang diễn ra trên thế giới liên quan tới các quốc gia đầy chiến sự như là Syria và Ukraine đã được nhắc tới trong cuộc họp này. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Nga của Thủ tướng Đức Angela Merkel kể từ khi chính quyền Moscow chính thức xác nhập Hoàng đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 cho đến nay. Sự việc này đã khiến cho mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia Tây phương trở nên căng thẳng. Phát ngôn nhân Điện Kremlin ông Dmitry Peskov vào cùng ngày đã loan báo sau khi bà Merkel, Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp đón một vị lãnh đạo Liên Âu khác, tức là Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni tại thành phố Sochi vào ngày 17 tháng 5. Một người bị bắn chết sau khi tấn công cảnh sát Israel Truyền thông quốc tế đã loan báo lực lượng an ninh Israel đã vừa nổ súng bắn chết một người đàn ông do Thái sau khi đương sự dùng dao nhọn tấn công các cảnh sát viên tại cửa khẩu Hitma thuộc tỉnh Jerusalem, đông người Palestine sinh sống vào ngày thứ Ba, 2 tháng 5. Nơi này tọa lạc cách thành cổ OCD khoảng 7 km. Nhiều nguồn tin trái chiều hiện nay đang cho rằng kẻ tấn công không phải là người do Thái. Trong bối phạt cảnh, phát ngôn nhân sở cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính của đương sự nêu trên. Những vụ tấn công nhằm mục tiêu vào hàng ngũ cảnh sát và binh sĩ Israel thường được tiến hành bởi người Palestine trong quá khứ. Cách đây khoảng một tháng, một người phụ nữ gốc Palestine đã bị binh sĩ Israel bắn chết sau khi âm mưu dùng vũ khí sắc nhọn tấn công vào các nhân viên an ninh ở cổng thành Damascus, lối ra vào thánh địa Jerusalem. Mexico bắt giữ kẻ thù của trùm băng đảng Chapo Gumen. Vừa qua thì lực lượng an ninh Mễ Tây Cơ vào ngày thứ ba 2 tháng 5, loan báo, họ vừa bắt giữ được trùm băng đảng ma túy khét tiếng Damaso Love, người đang đối đầu với con trai của ông trùm mafia El Chapo Guzman, để giành quyền kiểm soát băng đảng Sinaloa Cartel. Trước khi trở thành kẻ thù không đội trời chung thì Damaso Love từng giúp cho trùm băng đảng ma túy El Chapo Guzman vượt ngục vào năm 2001. Vào ngay lúc bấy giờ, Damaso Love từng giữ chức vụ nhân viên an ninh của chính quyền cơ sau đó Damaso Lopes chính thức gia nhập vào băng đảng Sinaloa Castell. Damaso Lopes, người có biệt danh là De Graduie, đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở thủ đô Mexico City. Cái đây khoảng vài tuần lễ thì một đoạn video quay lại cảnh Lopes đang ngồi ăn uống bên trong một nhà hàng ở Mexico City đã được lan truyền đi khắp nơi. Cựu lãnh đạo băng đảng Sinaloa Al Chapo Goumen đã từng hai lần vượt ngục khỏi trại giam ở Mễ Cơ, nhưng cuối cùng đã bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2016. Một năm sau đó, thì hắn ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ ngay trước thềm buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Một phần ba số người ủng hộ Macron sẽ bỏ phiếu cho Macron. Thưa quý vị, khoảng 1 phần 3 thành viên ủng hộ chính trị gia theo phong trào cực tả John Luc theo dự trù sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên trung lập Emmanuel Macron trong vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Pháp vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ông Emmanuel Macron đang được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng với khoảng là 60% số phiếu bầu, bỏ xa đối thủ Marine Le Pen trong vòng bầu cử sơ bộ trước đó thì ông Emmanuel Macron và bà Le Pen đã đánh bại ông John McLaughlin và 8 ứng cử viên tại ba khác. Tổng cộng 7 triệu người đã bỏ phiếu cho ông McLaughlin vào ngày 23 tháng 4, tức là tương đương với khoảng 19.64% số phiếu. Bản thân chính trị gia John McLaughlin cho biết ông và người ủng hộ sẽ không bỏ phiếu cho bà Mary Le Pen. Nhiều cuộc biểu tình phản đối bà Le Pen hiện đang diễn ra trên khắp nước Pháp trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa, vòng bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra. Số trẻ em bị suy dinh dưỡng gia tăng ở Somalia Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viết tắt được UNICEF vào ngày thứ Ba 2 tháng 5 loan báo có khoảng 1.4 triệu trẻ em sinh sống tại các khu vực hạn hán hoàn thành ở Somalia, hiện đang được dự đoán sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính vào năm nay. Con số này được cho là đã gia tăng thêm 50% so với ước tính trước đó. Trong một tuyên bố đưa ra tại một cuộc họp ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ, thì phát ngôn nhân cơ quan UNICEF Maricia Mercado cho biết sẽ có đến 275.000 trẻ em qua đời vì đói khát. Đây chính là hậu quả của tình trạng hạn hẳn lâu dài. Trong bối cảnh người dân Somalia đang phải đối mặt với nạn đói và chiến tranh. Cuộc chiến giữa chính phủ và nhóm phiến quân khủng bố Shabaab đã khiến cho cuộc sống của dân cư trở nên khủng đốn. Vào năm 2011, thì quốc gia sừng phi châu Somalia từng bị nạn đói hoàn hành khiến cho 260.000 người tử vong. Không chỉ ở Somalia, nạn đói cũng khiến cho người dân sinh sống tại Nigeria, Nam Sudan và Yemen lâm vào cảnh lao đao khốn sở. Mối đe dọa khủng bố vẫn còn ở mức độ cao ở Thụy Sĩ. Nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố hiện vẫn đang ở mức khá cao ở Thụy Sĩ. Đây là kết quả của một bản báo cáo về an ninh do cơ quan tình báo và chính phủ thụy điển công bố vào ngày thứ ba hai tháng năm giới chức trách cơ quan tình báo liên bang fis cho biết thụy sĩ đang phải đối mặt với mối hiểm họa khôn lường trong bối cảnh các phần tử thánh chiến của phe isis có thể sử dụng quốc gia âu châu này làm bằng đạp để mà tiến hành các vụ tấn công đạm mẫu trong tương lai đã có khoảng 500 người bị chính quyền thị sĩ phát giác sử dụng mạng lưới điện toán toàn cầu Để mà tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố cực đoan trong thời gian gần đây Những mối lo ngại về khủng bố đã khiến nhiều cử tri ở thị sĩ bỏ phiếu ủng hộ Đạo luật gia tăng quyền hạn cho cơ quan tình báo Theo đó cho phép các điệp viên do thảm các cuộc trò chuyện trên internet của người dân Cũng như là xâm nhập vào hệ thống điện toán ở ngoại quốc Cuộc hành quân tại gia Mình sẽ khiến nhiều người thương vong Thái tử kim Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman của Saudi Arabia vào ngày thứ Ba 2 tháng 5 đã loan báo, quốc gia của ông có thể sẽ tiến hành một cuộc hành quân trên bộ ở Yemen trong thời gian sắp tới nhằm mục đích dẹp tan nhóm phiến quân nổi dậy Houthi được hậu thuẫn bởi Iran. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công trên bộ này sẽ khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, mặc dù Saudi Arabia không hề có ý gây hại đến thường dân. Trong một phát biểu đưa ra trên đài truyền hình quốc gia, Thái tử Mohammed bin Salman cho biết, việc chính quyền Riyadh phải vi cơ sang can thiệp quân sự tại Yemen vào năm 2015 là một điều cần thiết vì họ muốn giúp khôi phục lại chính quyền cho tổng thống Mansour Hadi và chính phủ được quốc tế công nhận của ông. Thái tử Mohammed bin Salman còn nói rằng, chính tư tưởng cực đoan của Iran đã khiến cho Saudi Arabia không thể ngồi vào bàn đàm phán với quốc gia cộng hòa hồi giáo này. Kính thưa quý vị khán giả, bản tin thế giới vừa rồi cũng đã tạm khép lại bản tin của Việt TV ngày hôm nay. Đức Mỹ cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Đừng quên xem bản tin của chúng tôi vào ngày mai.